bảo vệ Sato tiên sinh. Tới đất nước của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi. Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Là Liễu Sinh Tỉnh Dân gửi thư khiêu chiến. Tôi đã tới rồi. Cảm ơn ý tốt của anh Trần Chân, nhưng đây không còn là kiếm của tôi nữa. Tôi sẽ không dùng nó nữa đâu.
chúng ta bắt đầu đi. Tôi coi anh là một võ sĩ chân chính. Anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Phí lời. Hey!
Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta. Họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy. Tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi. Quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như. Diễm Như, đừng qua đây. Hôm nay con có mệt hôm lắm nay không? Hôm nay là gặp nhiều không dễ. Đừng nghe ra. Đến lớp nghe lời có biết chưa? Phải ngoan ngoãn nghe giảng bài. Ở đó nhà có rất nhiều đồng đó. Dạ coi, tên đó chính là Quốc Đông Giác. Được Dương Phương Gia võ quán dạ luyện từ ngoài đường dạ về. Đúng rồi, đúng rồi. Nó là đứa con hoàng không cha không mẹ. Đi thôi, đi thôi. Thì ra là đứa con hoàng. Đi đi, mau lên. Đứng lại. Các người nói ai là con hoàng? Ê, nói người chứ ai. Đang nói người đó. Người là tên tiểu tử nghèo hèn Đông Á bệnh phu. Còn không phục hả? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn dám trợn mắt nhìn ta sao? Nhìn đám các người có phải là quỷ hay không? Trời. Ta cho ngươi nhìn hả? Ngươi còn dám nhìn sao? Ta nhất định phải cho ngươi bài học mới được. Cái tên tiểu tử yếu ớt bệnh hoạn. Ta cho ngươi nhìn. Nè nè, có sao không? Tiểu tử thú dám đánh người hả? Trời ơi, cái thằng nhóc xuống kiếp này. Ngươi còn chưa ngã xuống. Đông Nhất, thằng nhóc này đau quá đây. Chú ở đây gây chuyện đau quá đây. Đau quá. Bọn chúng đánh con. Đánh con là con quan. Cấm miệng. Đau quá. Có răng lung lay luôn. Con nít không hiểu chuyện. Lỗi nhỉ. Đau quá đây. Đi. Người nhớ đó. Đi. Chú biết là con đang trách chú. Có ở trong trường học bị đám người đó ăn hiếp. Chú là chú của con, không những không giúp con, lại còn trách tội con. Có đúng không? Bắt đầu từ lúc con còn đang mặc tã cho tới ngày hôm nay, là một tay chú chăm sóc con 10 năm. 10 năm nay chú vẫn luôn mai danh ẩn tích cho con ăn học là vì cái gì chứ? Chính là bởi vì hy vọng có một ngày sau khi con trưởng thành sẽ giống như cha của con, trở thành niềm tự hào của người Trung Quốc. Con có từng nghe qua câu chuyện cái nhục dưới đáy quần chưa? Câu chuyện này nói với chúng ta, đại trưởng phu nhất định phải biết co giãn. Bây giờ chú không có yêu cầu gì. Chú chỉ hy vọng con có thể bình an vô sự, đừng xảy ra chuyện gì hết. Lỡ như con có chuyện gì, chú không chỉ là tội nhân của quốc gia, mà còn là tội nhân của cả dân tộc. Chú ơi, con đã hiểu rồi. Sau này con sẽ không đánh với họ nữa.
tiểu tử này. Các ngươi thật là giỏi lắm. Cả đứa nhỏ của Phương gia cũng ăn hiếp được các ngươi. Sato tiên sinh, võ công đứa nhỏ đó rất lợi hại. Chúng tôi thật sự không phải đối thủ của nó đâu. Chúng tôi đã làm mất mặt người Đông Dương rồi. Như vậy cũng tốt. Chúng ta đem nợ mới nợ cũ Phương gia tính chung một lượt. Sato tiên sinh, bây giờ chúng ta cần phải tìm người Phương gia thanh toán ngay. Đợi một chút. Tỉnh dân à, tới phiên con ra tay rồi. Không phải là con muốn gặp người áo đen đó một lần sao? Người Phương gia một khi gặp phiền phức thì hắn ta sẽ ra tay. Đây chính là lúc để con phát huy danh dự của võ sĩ Nhật Bản. Nè, có đau không? Không đau. Đông Giác, về rồi sao? Sao vậy hả? Sao lại khóc rồi? Không có. Còn gạt cô. Coi quần áo của con nè, dơ như vậy. Có phải đánh nhau với bạn học không? Đông Giác, con là một nam tử hán. Nước mắt không được chảy dễ dàng. Con có biết chưa? Con biết rồi. Phương tiểu thư. Phương tiểu thư à, có chuyện gì? Bên ngoài có một số người Đông Dương, nói là muốn bắt Đông Giác đi đó. Người Đông Dương muốn bắt Đông Giác à? Thật ra chuyện này là sao chứ? Dạ, trưa hôm nay Đông Giác đánh nhau với hai người đàn ông, chắc bọn chúng là người Đông Dương. Mọi người hãy đợi ở đây, đừng có đi đâu hết. Không có đơn giản như vậy. Chúng tôi muốn bắt đứa nhỏ đó về, bắt nó nhận lỗi. Ai dám hả? Chỉ còn có người Phương gia ở đây, đừng hòng dẫn Đông Giác đi. Thôi, cô có bản lãnh bao lớn, xét cho tôi. Dạ. Ai dám bước lên một bước, tôi sẽ bắt hắn còng lưng xuống mà đi. Đế quốc của bọn ta đã tới đất nước này rồi, sơn bổng hoành ta bước vào Phương gia có khó khăn gì chứ? Các người tránh ra đi. Oh!
Thì ra là ngươi. Chúng ta đã gặp mặt rồi. Hôm nay chỉ đánh tới đây thôi. Hôm khác nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ so tài tiếp. Thì ra trong đám hạ nhân của Phương gia chúng ta đã ẩn giấu một cao thủ. Tri Ân, Tri Nhân bất ngộ tướng, cả tôi mà cũng gạt được. Tri Ân à, cậu có công phu giỏi như vậy, tại sao núp trong đám hạ nhân chứ? Hôm nay nếu không phải người Đông Dương dở khăn che mặt của cậu, chúng tôi có lẽ vẫn còn bị gạt. Xin lỗi nha, tôi có nỗi khổ riêng của mình. Bất luận như thế nào, hôm nay Phương gia chúng tôi phải cảm ơn cậu. Có phải các người tới gây sự nữa không? Quán chủ đạo trường Hồng Khẩu, sao tôi tiên sinh muốn tôi đem cái này tới giao cho anh? Thưa khiêu chiến đạo trường Hồng Khẩu và giáo bác Phúc Quy, nếu như chấp nhận sự khiêu chiến của chúng tôi, hai giờ trưa hôm nay tới Lai Kim Vũ Hiên gặp mặt. Nếu như không dám, Phương quán chủ tốt nhất hãy cứ trả lời thẳng ra luôn đi. Được, Lai Kim Vũ Hiên 2 giờ trưa nay. Chấn hương võ thuật, đề cao tinh võ, nhất quyết sinh hùng, truyền thủ khắp nơi. Lôi đài Trung Nhật phân cao thấp. Võ quán Phúc Quy, đạo trường Học Khẩu. Vị, lẽ ra võ thuật hai bên không cần tỉ võ để phân cao thấp, nhưng nếu như cả lôi đài cũng dựng xong, hai bên cũng đã thương nghị xong, như vậy coi như cũng là một buổi hội họp. Tôi đề nghị tỉ võ lần này hai bên bắt đầu được rồi. Hai bên đứng dậy. Bây giờ tôi tuyên bố một chút quy tắc quyết định thắng thua. Căn cứ theo ước định của hai bên, lấy ba tình trạng sau đây để quyết định thắng thua. Một là bị rớt xuống lôi đài. Hai là không còn sức để trở tài. Ba, chủ động nhận thua. Bây giờ tỷ võ bắt đầu. Trận thứ nhất do đại diện bên Trung Phương Chí Hùng đấu với Sơn Bổng Hoành của bên Nhật. Bắt đầu. Bên ta chắc thắng, 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 bên ta chắc thắng. Bên ta chắc thắng. Rồi. Bên ta chắc thắng. Bên ta chắc thắng.
thấy hay rồi. Hay quá. Vậy là hiệp thứ nhất bên Trung thắng. Hay lắm, 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 hay lắm. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cha ơi, đưa con xin nhìn cha. Rồi, rồi, rồi. Rồi, được rồi, ông coi. Trương Ti Sinh, mời bên này. Con hơi đi này nè. Tới hiệp thứ hai, do Phương Chí Huy của bên Trung đấu với Thiển Kiến Trạch của bên Nhật. Bắt đầu. Hey. Ôi!
Hiệp thứ hai, bên Nhật thắng. Trình Tri Ân chính là Trần Chân năm xưa phạm tội ở Thượng Hải à? Nhân chứng tôi đã dẫn tới đây, bây giờ có thể đi tới hiện trường chỉ điểm. Được, tôi lập tức dẫn người đi theo cô. Tới hiệp thứ ba, do người bên Trung, Trình Tri Ân đấu với bên Nhật, Liễu Sinh Tĩnh Vân. Căng thẳng dữ à. Không biết trận này ai thắng. Người nào cũng giỏi. Bắt đầu. Bắt đầu rồi kìa. Cái gì nữa hả? Mau lên. Ông lên nhận đi. Oh!
Tôi không thể đấu với anh nữa. Chính là hắn. Ông còn đứng đó nữa. Mau đuổi theo cho tôi nhanh lên. Các người ra ngoài cản hắn lại. Không hiểu nổi quá trời à. Xảy ra chuyện gì sao bỏ chạy rồi? Bây giờ tôi tuyên bố hai bên quỳ nhau. Khoan đã. Định làm gì vậy? Định làm gì đấy? Làm sao? Làm gì vậy trời? Tôi kháng nghị hắn vô duyên vô cớ rời khỏi hiện trường tỉ võ. Hành vi của tiểu nhân như vậy đâu thể nào phán hòa nhau. Vậy phán thế nào đây? Chịu thua đi. Chúng ta không thể chịu thua. Chúng tôi cũng không biết anh ta vì lý do gì mà bỏ chạy, nhưng mà chúng tôi không chấp nhận thua. Hả? Vậy là sao? Được. Tôi cho các người thêm một cơ hội. Bên thứ ba vẫn còn ở trên lôi đài đây. Các người còn ai dám lên đây khiêu chiến với Liễu Sinh Thịnh Nhân? Sao chứ? Không biết người dân thắng. Của các người đông như bây vậy giờ phải sao đây? Không lẽ không ai dám can đảm đứng ra hay sao? Bây giờ phải làm sao đây? Khiêu chiến đã. Luôn phải có người nào đó chứ. Các người ai dám khiêu chiến với cao thủ Liễu Sinh Thịnh Nhân của chúng tôi? Ai lên đi? Tôi lên. Cô ấy Diễm Như. Có người kìa. Cô ấy dám khiêu chiến. Có chuyện gì vậy? Anh ta lãnh đạo lắm đó. Tỉnh dân, nếu như tỷ võ hôm nay vẫn phải tiếp tục nữa, vậy em đánh với anh. Cho dù em chết, em cũng tình nguyện chết trong tay của anh. Động thủ đi. Sato tiên sinh, con xin lỗi. Tỉnh dân. Diễm Như, Diễm Như. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Mau xuống đi. Cái con nhỏ này, con không cần mạng của con hay sao? Cả cha cũng không cần hay sao? Sato tiên sinh, ông muốn sao đây? Tỉnh dân không đánh nữa thì còn có Sato ta đây. Các người phái một cô gái theo qua lên đây còn mặt mũi hay không? Để tôi. Em thua rồi, không lên lôi đài nữa. Để anh. Anh hai. Anh hai, chân của anh không được. Nghe lời của anh đi. Hai, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, tiếp đây. Tiếp đi chứ. Đúng rồi, đánh đi. Cố lên, chúng ta không thể chịu thua. Cố lên. Đánh tiếp đi. Đánh đi, đánh đi. Chúng ta không thể chịu thua. Lên đi, lên đi. Cố chạy, cố lên, đánh đi. Chúng ta chắc thắng. Lên đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, đánh đi, đã để thôi. Đánh đi nào, chịu thua thì thôi. Cố lên. Hey!
Ngừng tay! Đừng đánh nữa! Bây giờ tôi tuyên bố bên Nhật thắng. Hay lắm Chí Hùng, con không sao chứ? Anh hai, Chí Hùng. Tôi chưa có sai rồi. Tôi muốn uống tiếp. Ổn rồi mà. Muốn uống tiếp hả? Nè, hả? Nè, mau tránh ra đi. Cái tên dân đen nhà ngươi dám cản đường hả? Mau tránh ra. Cút đi. Tránh ra. Ngươi nói cái gì? Ta cho các ngươi biết, từ nay về sau ta quyết không nhường bọn ngoại quốc các ngươi. Các người biết chân chân không dễ bắt nạt đâu. Cô tới làm gì? Anh muốn đi đâu? Tới đạo trường Hồng Khẩu cứu Như Mạch. Làm sao để cứu? Lấy cái gì để cứu? Đạo trường Hồng Khẩu canh giới nghiêm ngặt, không thể nào thành công đâu. Tôi còn chưa đi, sao cô biết không thành công? Dù sao anh cũng không được đi. Anh như vậy là chỉ có đường chết thôi. Chị Hưng à, chuyện này không một ai có thể ngăn cản được tôi đâu. Anh không được đi. Lỡ như anh không về thì sao? Mười năm trước tôi đã chết một lần rồi. Bây giờ tôi lại sống thêm được 10 năm. Để ra đi. Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh. Đại An. Anh kêu em đi Đông Giác về Thượng Hải rồi mà. Em không thể để anh tới đạo trường Hồng Khẩu được. Đối với chuyện này, mọi người không cần khuyên nữa. Sao đây? Chúng tôi đâu thể nào trơ mắt nhìn anh đi mà không làm gì hết. Việc mọi người cần làm bây giờ chính là giúp tôi chăm sóc tốt cho Đồng Giác. Cô Chí Hưng à, chúng ta phải làm sao đi? Đạo trường Hồng Khẩu.
Bằng hết chỗ này. Tại sao anh phải gạt em? Là anh muốn đuổi tụi em đi trước, sau đó đi tìm Sato để liều mạng. Dừng xe. Tiểu thư, có gì dặn dò? Con phải trở về. Ồ, về đâu đây hả? Về thành. Hả? Tiểu thư à, vừa mới ra khỏi thành, sao cô lại quay về chứ? Con cần phải trở về. À dạ, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Trần Chân kêu chúng ta đi, anh ấy chắc chắn sẽ cùng với đại anh tới đảo Trường Hồng Khẩu. Có thật vậy không? Chắc chắn là như vậy. Chú Bỉnh, chú hãy đưa Đồng Giác tới nhà hoàng phủ đi. Còn cô thì sao? Mau đưa Đồng Giác đi. Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Đồng Giác, cô sẽ trở về giúp chú Chân. Con cũng muốn đi chung với cô. Chú Bỉnh, nếu như chúng tôi không trở về, Đồng Giác xin nhờ chú chăm sóc. Đại tiểu thư à, tôi năn nỉ cô đó, đừng nói những lời xui xẻo này mà. Trên đường đi cô nhất định phải cẩn thận. Con biết rồi. Hai người mau đi đi. Chúng ta đi thôi. Thank you.
Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo Trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với dạng Lý Sơn Hà của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Thank you.